Không lâu sau khi bị bắt gặp thử nghiệm trên đường phố công cộng dưới lớp ngụy trang, hãng xe Italy mới đây đã chính thức vén màn siêu xe Ferrari SF90 Spider, phiên bản mui trần của Ferrari SF90 Stradale đã được giới thiệu từ cuối tháng 5 năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện giới thiệu xe mới đã chỉ diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, điều này không hề làm giảm sức nóng mà siêu phẩm này tạo ra. Siêu xe mui trần Ferrari SF90 Spider với hệ động lực hybrid tới 986 mã lực sẽ là mẫu xe mui trần mạnh nhất của thương hiệu ngựa chồm từ trước đến nay, tạo nên những chuẩn mực mới về hiệu năng và sáng tạo công nghệ không chỉ trong giải sản phẩm của Ferrari mà còn trong cả thế giới siêu xe mui trần. SF90 Spider chia sẻ gần như mọi nền tảng cốt lõi với bản cấp SF90 Stradale và sự khác biệt lớn nhất vẫn nằm ở việc chuyển đổi cấu trúc giữa một chiếc cốc thành kiểu xe mui xếp. Ferrari áp dụng thiết kế mui xếp cứng cho SF90 Spider, vậy nên khi đóng mui thì chiếc xe vẫn nhìn y chang như phiên bản cấp. Phần mui xếp cứng của SF90 Spider nhẹ hơn khoảng 40kg so với các mui xếp cứng thông thường khác nhờ sử dụng vật liệu nhôm, đồng thời có khả năng cách âm và không bị ảnh hưởng khi vận hành ở tốc độ cao, mang đến một không gian thoải mái đặc biệt cho hành khách. Cấu tạo mui xe cũng rất nhỏ, chỉ chiếm không gian 100 lít. Mui xếp cứng của SF90 Spider có thể đóng mở chỉ trong 14 giây và có thể hoạt động khi xe đang di chuyển. Bên cạnh đó thì khoang lái của bản mui trần đã được thiết kế hướng về phía trước hơn so với Stradale. Mái xe cũng được hạ thấp hơn 20mm và các cột A được làm mỏng hơn, kính chắn gió dốc hơn, cửa kính sau điều chỉnh điện giúp hành khách có thể tận hưởng thêm nắng và gió bên ngoài bất cứ lúc nào. Bước vào bên trong, khoang lái của Ferrari SF90 Spider sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua công thức 1. Vô lăng của xe được loại bỏ một số nút bấm cơ, thay vào đó là nút bấm cảm ứng như nút đề máy. Cụm công tắc Magneto được thiết kế hiện đại hơn khi được in màu trên vô lăng và có đèn bên dưới. Màn hình trung tâm có kích thước 16 inch, độ phân giải HD. Ferrari trang bị cho xe các công tắc chuyển đổi số lấy cảm hứng từ những mẫu xe cổ điển được làm bằng kim loại. Ferrari SF90 Spider được trang bị động cơ tăng áp V8 4.0L cho ra công suất là 769 mã lực và mô men xoắn cực đại là 800 Nm, kết hợp với 3 motor điện cung cấp thêm 217 mã lực cho công suất lên tới là 986 mã lực và 900 Nm. Cấu hình này cũng mặc định mang lại hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian để kết hợp với hộp số ly hợp kép tự động 8 cấp. Ferrari khẳng định SF90 Spider nhanh tương đồng Stradale khi tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 2,5 giây, 0 đến 200 km/h trong 7 giây, còn tốc độ tối đa là 340 km/h. Ferrari hiện tại thì chưa công bố giá bán cũng như là thời gian bán ra của mẫu siêu xe lai điện mui trần này. Giống như những chiếc siêu xe khác do Ferrari sản xuất, SF90 Spider sẽ có được gói bảo hành 7 năm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là video giới thiệu chi tiết về mẫu xe mui trần Ferrari SF90 Spider mới được ra mắt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của tạp chí siêu xe.